thiếu niên từng nặng 610kg gây sốc với diện mạo khi trưởng thành. Kale từng được gọi là thiếu niên béo nhất thế giới với cân nặng lên tới 610kg. Giờ đây, sau 8 năm, anh chàng xuất hiện với diện mạo hoàn toàn khác lạ. Năm 2013, Kale Mohsen Ansari, thiếu niên 17 tuổi đến từ Ả Rập Xê Út trở nên nổi tiếng và được truyền thông quốc tế gọi là thiếu niên béo nhất thế giới khi sở hữu trọng lượng cơ thể lên đến 610kg. Trước đó, cậu phải nằm liệt giường suốt 3 năm, mọi hoạt động đều phải nhờ người thân giúp đỡ vì thân hình quá khổ. Cũng vì cân nặng khủng, Kale phải đối mặt với nhiều căn bệnh, thậm chí có nguy cơ tử vong sớm. Trường hợp của Kale đã đến tai cố quốc vương Abdullah bin Abdulaziz Al Saud. Ông ra lệnh cho chính quyền giải cứu Kale. Sau đó, Kale được đưa đến bệnh viện King Pha ở thủ đô Riyadh để chữa bệnh béo phì. Tuy nhiên, quá trình đưa cậu thiếu niên nặng hơn nửa tấn từ căn hộ chung cư xuống mặt đất không hề dễ dàng. Đội cứu hộ gồm 30 nhân viên y tế và dân phòng phải phá dỡ một phần của căn nhà, dùng chiếc cần cầu đặc biệt mua từ Mỹ và phải mất vài tiếng để thành công trong việc này. Hình ảnh của chàng trai với thân hình khổng lồ ngồi trên ghế được cần cầu đưa xuống khi nó đã thu hút được sự chú ý lớn của đám đông. Cuộc giải cứu đặc biệt và khó tin cũng được đăng tải khắp các mặt báo. Kale sau đó tiếp tục được máy bay chở đến bệnh viện. Bộ trưởng Bộ Y tế lúc đó gọi lệnh giải cứu của cố quốc vương Abdullah bin Abdulaziz Al Saud là một cử chỉ nhân đạo. Tại bệnh viện, Kale được thực hiện phẫu thuật cắt mỡ thừa và điều trị hoàn toàn miễn phí. Các chuyên gia đã xây dựng chế độ ăn uống khắt khe cùng cường độ tập luyện cao để cậu giảm cân. Một chiếc xe lăn khổng lồ cũng được chế tạo riêng để Kale sử dụng trong quá trình vật lý trị liệu và tập đi. Năm 2016, tức 3 năm sau cuộc giải cứu, Kale khi đó 20 tuổi đã chia sẻ một đoạn clip ghi lại cảnh tập đi với chiếc nạng đặc biệt khiến nhiều người xúc động. Đáng chú ý, thân hình của cậu đã thon gọn lại rõ rệt. Đầu năm 2018, Kale được cho là đã trải qua cuộc phẫu thuật cuối cùng để loại bỏ da thừa. Mới đây, hình ảnh của Kale lại một lần nữa gây bão ở mạng xã hội. Ở tuổi 29, Kale đã hoàn toàn lột xác, giảm cân thành công và có thân hình tiêu chuẩn của một người bình thường. Anh hiện nặng 63kg, thậm chí trông còn gầy hơn cả người ngồi cạnh trong bức ảnh.